Chị Lê xin mến chào quý vị đến với Tin Người Việt Canada và thưa quý vị, sau đây là những tin tức về đời sống cũng như khoa học được cập nhật. Mở đầu thông tin, tàu thăm dò của NASA phát hiện bí mật mới của sao Hỏa. Dữ liệu của tàu thăm dò InSight của cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ NASA thu thập được cho thấy sao Hỏa đang quay nhanh hơn trước đây. Cụ thể thì tàu đổ bộ InSight được trang bị một công cụ bao gồm anten và bộ phát để có thể đáp vô tuyến gọi là rays. Các thiết bị này được sử dụng để theo dõi vòng quay của sao Hỏa trong 900 ngày đầu tiên đổ bộ thực hiện nhiệm vụ trên hành tinh này. Và với những dữ liệu ghi nhận được thì các nhà thiên văn học đã xác định được vòng quay của hành tinh đỏ đang tăng khoảng 4 mm trên mỗi giây, rút ngắn lại độ dài của một ngày trên sao Hỏa xuống 1/1000 giây mỗi năm. Một ngày ở trên sao Hỏa dài hơn một ngày trên trái đất khoảng 40 phút thưa quý vị. Gia tốc tăng dường như cực kỳ rất nhỏ và cho đến hiện tại thì các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến cho vòng quay của sao Hỏa nhanh hơn. Tuy nhiên, họ nghi ngờ đó có thể là do băng tích tụ ở các cực của sao Hỏa hoặc là sự gia tăng của các vùng đất sau khi bị băng bao phủ. Khi khối lượng của một hành tinh dịch chuyển theo cách này, nó có thể khiến cho hành tinh đó quay nhanh hơn. Và theo một báo cáo nghiên cứu vào tháng 6 đăng trên tạp chí khoa học có tên Nature, thì các phát hiện dựa trên phân tích dữ liệu của InSight được chia sẻ trước khi mà tàu thăm dò về cạn điện cũng như là ngừng hoạt động. Ban đầu, tàu thăm dò InSight, sứ mệnh đầu tiên nghiên cứu bên trong của sao Hỏa, được cho là kéo dài khoảng 2 năm sau khi mà tàu hạ cánh vào tháng 11 năm 2018. Tuy nhiên, NASA đã kéo dài sứ mệnh thêm 2 năm nữa và tàu thăm dò InSight tiếp tục thu thập dữ liệu về sao Hỏa cho đến khi nó dừng hoạt động hẳn vào tháng 12 năm 2022. Tàu thăm dò InSight được trang bị những công cụ với những tiến bộ trong công nghệ vô tuyến, vốn là một cải tiến vượt bậc so với những gì mà tàu đổ bộ trước kia có tên là Viking trong những năm 1970 hoặc năm 1990. Việc nâng cấp lên mạng không gian sâu hoặc là các anten khổng lồ được đặt tại 3 điểm chiến lược trên trái đất để có thể chuyển tiếp thông tin từ các tàu không gian cũng như nâng cấp độ chính xác của dữ liệu cho Insider thu thập và gửi về trái đất. Các nhà khoa học cũng đã sử dụng mạng không gian để có thể truyền tín hiệu và sau đó phản xạ tín hiệu trở lại trái đất. Những tín hiệu được chuyển tiếp này đã giúp cho các nhà nghiên cứu cũng như chúng ta biết được nhiều hơn về sao Hỏa và các nhà khoa học thì theo dõi những thay đổi về tần số nhỏ ở trên sao Hỏa. Các tác giả chính của nghiên cứu, điều tra viên, những gì mà chúng tôi đang tìm kiếm đó là những biến thể chỉ vài chục cm trong suốt một năm trên sao Hỏa và phải mất một thời gian rất dài và rất nhiều dữ liệu để có thể phân tích trước khi mà chúng tôi có thể nhìn thấy những biến đổi này. Combo quà tặng sức khỏe cho người thân, Tổ Yến Canada 514 996 6679. Và một bài viết rất thú vị thưa quý vị. Tử Cấm Thành rộng tới 720.000 m2 nhưng mà không có một bóng cây xanh. Lý do đằng sau lại gây bất ngờ. Dù rộng rãi và hoành tráng nhưng mà Tử Cấm Thành gây bất ngờ với du khách bên trong và ngoài nước khi mà không có thấy một bóng cây ở trong nhiều năm. Cố cung Tử Cấm Thành được biết đến là một công trình hoành tráng cả về mặt kiến trúc và lịch sử. Từ thiết kế đến diện tích và ý nghĩa của công trình này đều khiến cho hậu thế phải gật gù cảm phục. Tử Cấm Thành nằm ở trung tâm Bắc Kinh của Trung Quốc, rộng tới 700.000 m2 và có đến 800 cung điện lớn nhỏ khác nhau. Đây là nơi mà các đời vua triều nhà Thanh đang bàn chuyện về triều chính cũng như là nơi hậu cung sinh sống. Nhiều năm qua, nhiều người cũng đã đưa ra nhiều thắc mắc tò mò về các vấn đề xoay quanh Tử Cấm Thành. Một trong số đó là lý do tại sao trong Tử Cấm Thành rộng lớn lại không có bóng dáng của cây xanh. Và lý do đầu tiên được cho đó là bảo đảm sự uy nghiêm của hoàng đế. Người xưa quan niệm vua chính là thiên tử, là người có quyền lực cao nhất ở trong triều. Vì thế mọi thứ ở trong cung phải thấp hơn nơi vua ở để có thể bảo đảm sự tôn nghiêm trên, uy quyền của nhà vua và đó cũng là lý do mà cây xanh bị chặt hết. Không chỉ vậy, nhìn từ xa, nếu như vương triều có quá nhiều cây xanh thì sự tôn nghiêm của cung điện cũng đã giảm đi vài phần. Nhiều người cho rằng cây xanh sẽ làm phân tán sự chú ý của người nhìn, khiến cho họ không nhìn thấy được sự nguy nga, tráng lệ hoặc là tôn nghiêm của một triều đại. Bởi vậy, Tử Cấm Thành không có cây xanh là điều cần thiết. Thực chất thì trong Tử Cấm Thành chỉ có vườn Thượng Uyển là nơi có nhiều cây xanh, còn lại những nơi khác đều bị cấm trồng cây. Sự thật này khiến cho nhiều người bất ngờ, nhất là những quan khách đến đây tham quan. Lý do thứ hai là để phòng hỏa hoạn xảy ra. Đây chính là lý do khiến cho người ta không trồng cây trong Tử Cấm Thành, chính là để đề phòng hỏa hoạn. Các cung ở Tử Cấm Thành đều được xây dựng từ các loại gỗ quý hiếm, nếu như có cháy sẽ gây ra thiệt hại nặng nề. Và hơn nữa, ở thời đại nhà Thanh thì các biện pháp chữa cháy chưa phổ biến, nên nếu như xảy ra cháy nổ thì rất nguy hiểm. Và các loại tài liệu quý hay báu vật cũng được cất giữ tại đây, nên việc phòng cháy là rất cần thiết. Bắc Kinh cũng là vùng đất có độ ẩm khá thấp, trong mùa đông thì dễ xảy ra tình trạng cháy. Vì thế, từ thời xa xưa, Tử Cấm Thành đã không có một bóng cây để có thể hạn chế về việc cháy nổ. Lý do thứ ba, đó là đề phòng kẻ gian. Thưa quý vị, Tử Cấm Thành là một vùng đất rộng lớn chia thành nhiều cung lớn nhỏ khác nhau. Nếu như trong cung được trồng nhiều cây, chắc chắn kẻ gian hay thích khách sẽ dễ bề lợi dụng và đạt được mục đích đó. Vào năm Gia Khánh thứ 18, một toán thích khách đã đột nhập vào Tử Cấm Thành và tiến sát vào cung vua Gia Khánh mà không ai biết. Vì vậy, ông đã cho chặt toàn bộ cây ở đại điện từ lúc đó đến bấy giờ. Việc không có cây trồng ở các cung cũng giúp cho thị vệ phát hiện ra thích khách dễ dàng hơn, tránh những tình huống xấu xảy ra, bảo đảm an nguy của người có vị thế cao trong cung. Và lý do thứ tư, đó là quan niệm về phong thủy. Lý do Tử Cấm Thành rộng tới 700.000 m2 nhưng không có cây xanh bắt nguồn từ một quan niệm phong thủy. Từ thời nhà Thanh, nhiều người đã quan niệm rằng cây xanh là hành mộc sẽ tương khắc với khu vực sảnh là hành thổ. Chính vì sự đối nghịch này mà triều đại nhà Thanh không khuyến khích trồng cây ở các cung cũng như các đại điện. Và từ lâu nay, cây xanh được cho là thứ tối kỵ, có nghĩa là không mấy tốt đẹp, nên dường như không được trồng ở cố cung nguy nga và tôn nghiêm. Và tiếp đến là một câu chuyện về nước, thưa quý vị, và khả năng ghi nhớ bí ẩn cũng như những ứng dụng đáng ngạc nhiên. Nếu như nước thực sự có khả năng ghi nhớ và truyền thông tin khi tiếp xúc với một nguồn nước khác, thì quý vị có thấy ngạc nhiên hay không? Và thực tế là chúng có thể gây ra một tác động rất lớn tới cuộc sống của con người chúng ta. Các nhà nghiên cứu về ký ức của nước cho thấy rằng mỗi giọt nước có thể chứa thông tin về những trải nghiệm ở trong quá khứ của nó. Theo triết học cổ đại, vật chất được hình thành bởi 5 yếu tố cơ bản: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mỗi yếu tố trong ngũ hành đều có những đặc điểm riêng biệt, khả năng ức chế hay tương khắc một yếu tố, hoặc là những khả năng hỗ trợ tương sinh cũng là một yếu tố. Ở mỗi nền văn hóa khác nhau, như chúng ta đã biết, các yếu tố này lại được giải thích theo một cách khác nhau. Tuy nhiên, chỉ riêng yếu tố về thủy, tức là nước, là luôn bất biến ở mọi nền văn hóa. Nước có thể tồn tại bất chấp nhiều định luật vật lý và dường như nước có sự sống của riêng mình. Vào những năm 1700, sự ra đời của liệu pháp vi lượng đồng căn đã khiến cho các nhà nghiên cứu cảm thấy tò mò với một bí ẩn không thể giải thích được, đó là khả năng ghi nhớ của nước. Nghiên cứu về khả năng ghi nhớ của nước. Ban đầu, nghiên cứu về khả năng ghi nhớ này, cộng đồng khoa học đã phản đối khá nhiều. Khi thực hiện thử nghiệm trong lĩnh vực vi lượng đồng căn, nhà miễn dịch học có tên là Jacob Beveridge đã phát hiện ra rằng các kháng thể được pha loãng ở trong nước đến mức ít hoặc là không còn, vẫn có những tác dụng tương tự như tác dụng của chính thể đó. Năm 1988, phát hiện của ông được công bố ở trên tạp chí khoa học Nature, và điều kiện để đăng bài đó là biên tập John McDo được phép chọn một nhóm người để có thể tái tạo lại thí nghiệm trên. Thật không may, kết quả cuối cùng đã làm lung lay những phát hiện ban đầu của Jacob và khiến cho vi lượng đồng căn bị dán nhãn là ngụy khoa học. Cho đến những năm 1990, tiến sĩ người Nhật Bản có tên là Masaru Emoto bắt đầu thực hiện những khám phá của riêng mình. Ông tận tụy cống hiến cho công việc này đến tận năm 2014 khi ông qua đời, và Emoto chủ yếu tập trung vào nghiên cứu về ý thức của nước. Ông phát hiện ra rằng khi bị đóng băng thì các mẫu nước khi tiếp xúc với các mục đích khác nhau sẽ tạo ra các tinh thể khác nhau. Ví dụ, tình yêu, lòng biết ơn và sự thật tạo ra những tinh thể đối xứng đẹp đẽ. Ngược lại, sự nhạo báng, tà ác và bẩn thỉu lại tạo ra những tinh thể nước hỗn độn. Ông cũng nhận thấy phản ứng tiêu cực hoặc tích cực khác nhau ở gạo khi được nấu bằng chất lượng nước khác nhau. Trong một cuốn sách viết vào năm 2016 có tên Water and its Memory, các nhà nghiên cứu người Đức, tiến sĩ Bert và Elgin đã đưa ra một trường hợp rất thuyết phục. Thí nghiệm của họ được ghi lại cẩn thận bằng những bức ảnh chất lượng cao từ kính hiển vi trường tối. Qua đó, họ có thể nhận thấy cấu trúc của các giọt nước đã có sự thay đổi rõ rệt sau khi tiếp xúc với các trường hợp khác nhau. Ví dụ, họ yêu cầu những người tham gia thu thập các mẫu nước từ cùng một nguồn và trong cùng một lúc. Sau đó, họ sấy khô các mẫu nước và quan sát bằng kính hiển vi công suất cao. Kết quả cho thấy các mẫu nước lấy từ mỗi người tham gia khác nhau có đặc điểm hoàn toàn khác nhau. Nếu nước có khả năng ghi nhớ và truyền tải thông tin, chúng ta có thể xem nó như một mạng lưới kết nối, liên kết con người với nhau và với thế giới xung quanh. Tương tự như vậy, khi ngâm một bông hoa tươi ở trong một cốc nước, những giọt nước lấy ra từ cốc sẽ tạo nên một mô hình đặc trưng. Nhưng nếu ngâm một loài hoa khác vào nước đó, thì hoa văn đặc trưng của nó cũng sẽ được phản ánh trong những giọt nước khác nhau. Dường như nước cũng bị ảnh hưởng khi tiếp xúc gián tiếp. Các nhà khoa học đã nhận ra sự khác biệt lớn về số lượng những giọt nước xuất hiện trước và sau khi ở gần các vật sống, ví dụ như là các loài rau. Nếu như chúng ta chấp nhận kết luận rằng nước bị ảnh hưởng bởi môi trường sống xung quanh, thì chỉ với một vài nỗ lực nữa, chúng ta có thể tưởng tượng ra viễn cảnh nước có thể truyền thông tin nó thu thập được sang một nguồn nước khác. Cơ thể con người, thậm chí cả bề mặt trái đất có khoảng 70% là nước. Nếu như nước thật sự có thể giao tiếp được, thì tác động của nó đối với cuộc sống của chúng ta sẽ là rất lớn và rất nhiều điều bí ẩn mà chúng ta chưa biết. Tình trạng của nước xung quanh chúng ta đóng một vai trò quan trọng trong việc ổn định môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người. Tuy nhiên, những đặc tính của nước lại hiếm khi được chúng ta xem xét. Dù nước được hình thành bởi những trải nghiệm tích cực hay tiêu cực, thì nó vẫn liên tục tạo ra những tác động lớn trong nhiều thế hệ. Tận dụng sức mạnh ghi nhớ của nước, các nhà đổi mới đã phát triển một cách để có thể làm mới, hồi sinh và cải thiện nó, sao cho cung cấp được nhiều lợi ích cho con người và hành tinh nhiều hơn. Phần lớn các phương pháp đều được lấy cảm hứng từ thiên nhiên, nơi thanh lọc và cung cấp năng lượng cho nước bằng cách truyền nước qua đá và khoáng chất, đưa nước qua các dòng xoáy rồi đổ vào xuống thác. Về mặt khoa học, khi mà các giọt nước va chạm với nhau hoặc là với chất rắn ướt ở nơi có nước bắn ra như thác nước hoặc là đài phun nước thì sẽ tạo ra ion âm. Và những ion này đã được chứng minh là có thể làm giảm căng thẳng, tăng cường khả năng miễn dịch, tăng cường trao đổi chất và ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại cho con người. Trong một thí nghiệm ở trại hè, những đứa trẻ mắc bệnh hen suyễn được tiếp xúc với sương mù tỏa ra từ thác nước có sức khỏe được cải thiện tốt hơn so với nhóm đối tượng ở lại trại. Và để khôi phục năng lượng tích cực ở trong nước, chúng ta có thể thực hiện bằng cách bắt chước sự vận động của tự nhiên. Ví dụ như tái hiện lại dòng chảy động lực học, dòng nước chảy qua đá, bào mòn và hình thành dòng xoáy để cho nước có thể chạy tĩnh ở trong ống nước. Và trong lĩnh vực nông nghiệp, có tên là Flowform được đánh giá là một trong những phương pháp xử lý nước tự nhiên hiệu quả nhất. Nước thu được thông qua cách này đã có thể ứng dụng với mọi loài thực vật và họ cũng có thể dựa vào đó để có thể tạo ra nhiều tính năng nước thú vị mang đến lợi ích thiết thực hơn. Nước được biến đổi từ nước tĩnh có phạm vi ứng dụng rộng lớn hơn. Và hệ thống phục hồi nước có tên là Grander, phát triển bởi Jordan Grander, có lõi nước lấy từ suối của dòng nước được giữ trong một vỏ không gỉ. Từ tính nhẹ và đường ống này dẫn nước qua một ngôi nhà được trang bị khá nhiều cải tiến quan trọng về mặt đặc tính. Nó có thể ngăn chặn sự ăn mòn của đường ống, giảm sự tích tụ bùn, giữ trạng thái sạch sẽ trong khoảng thời gian dài mà không cần dùng đến hóa chất để xử lý. Hoặc nói đến nước trong chế biến thức ăn, sau khi áp dụng hệ thống này, sản phẩm ở trong các tiệm bánh đã có được sự cải thiện đáng kể. Bột được nhào tốt hơn nên có thể tạo ra các loại bánh nướng có kết cấu mịn hơn, dễ tiêu hóa hơn và sử dụng được lâu hơn nếu như dùng những loại nước tốt. Một nhà máy đóng hộp sử dụng nước đã được làm mới nhận thấy rằng chất lượng công việc của họ dần thay đổi theo hướng tốt lên. Họ có thể làm sạch thiết bị với lượng nước ít hơn và cũng không cần sử dụng nhiều hóa chất cho sản phẩm nữa. Và nói đến nước trong quá trình giải trí, một người quản lý hồ bơi cho biết sử dụng nước đã được làm mới, làm sạch, khiến cho lượng clo ở trong bể giảm đi và tảo phát triển chậm hơn. Và người này tin rằng biến đổi của nước mang lại nhiều lợi ích cho hồ bơi hơn so với hóa chất. Còn nói đến nước trong gia đình của chúng ta, dựa trên các nguyên tắc tương tự thì công ty Aqualizer đã phát triển ra một loại Aqualizer, một thiết bị có hình dạng như là một chiếc bánh rán cài vào đường ống dân dụng. Lợi ích sức khỏe của thiết bị này vẫn chưa xác định rõ ràng, nhưng mà những người sử dụng đã báo cáo rằng hương vị của nước ở trong nhà họ có sự cải thiện và cặn vôi đã giảm bớt hoặc là mất hẳn. Sau tất cả, lựa chọn dễ tiếp cận đối với chúng ta đó là phương pháp của Emoto. Hiểu một cách đơn giản, việc mà chúng ta cần làm đó là cố gắng duy trì ý định tích cực. Nếu như nước thực sự có khả năng trí nhớ và truyền thông tin, thì chính niệm của chúng ta có khả năng điều hòa và chữa lành toàn diện mọi thứ ở trong cuộc sống. 8 lời khuyên tích cực giúp cho chúng ta sống thọ suốt đời. Dẫu không thể thay đổi về người khác, nhưng mà chúng ta cũng có thể thay đổi chính mình. Quên đi quá khứ, trân trọng hiện tại và nắm bắt tương lai. Làm người cần phải trầm tĩnh và tinh tế. Và thế giới rất sôi động đến đâu, cũng cần phải giữ được sự tĩnh lặng, bình hòa trong tâm, biết bản thân muốn gì và âm thầm theo đuổi, biến giấc mơ thành hiện thực. Không quá quan tâm đến người khác nghĩ gì, nhưng cũng cần hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Dẫu trầm tính không quá ồn ào, thu hút mọi ánh nhìn, nhưng cần biết hành sự tinh tế, khiến cho người yêu mến, sống tự lập, tự do, tự tại là chính mình. Điều thứ hai, tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. Ngay cả khi cuộc sống thực tại còn quá nhiều gian khó, cũng hãy tin rằng những ngày tháng tồi tệ sẽ qua đi, chỉ còn lại may mắn ở lại. Chớ đắm chìm trong nỗi thất vọng về tình cảnh khốn khó hiện tại của chúng ta. Trong cuộc sống luôn có những vực thẳm, quan trọng là làm thế nào để bước ra khỏi đó. Chỉ cần ngẩng cao đầu, tiến về phía trước, lối thoát sẽ hiện ra. Cứ mãi chìm đắm trong đầm lầy của cuộc đời, càng lún càng sâu, chỉ có thể mãi mãi sống trong bế tắc. Và điều thứ ba, mọi tiếng nói bên tai chỉ là lời góp ý, không nhất thiết phải lắng nghe. Chúng ta có thể lắng nghe ý kiến của người khác, nhưng đừng coi lời nói của họ là phương châm sống cuộc đời mình. Sống như thế nào là do chúng ta quyết định, còn những tiếng nói khác nếu không thích, cứ để gió cuốn đi. Điều thứ tư, học cách lãng quên cho đời tự tại. Lãng quên, như chúng ta đã nói rất nhiều trong những bản tin của Tin Người Việt Canada, đó chính là sự hảo sự, cần sống lạc quan, tích cực và luôn mỉm cười. Và quý vị cũng đã thấy khi bản thân hạnh phúc, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nhiều khi, điều quyết định hạnh phúc của mỗi người không phải là ngoại cảnh mà là cảm xúc bên trong sâu thẳm trái tim. Vậy nên, thay vì oán trách sự đời bất công, tốt hơn hãy thiền đại bản thân, hoàn thiện chính mình. Chỉ có một tâm hồn tràn đầy năng lượng tích cực, lạc quan vui vẻ, luôn cầu tiến thì mới có được động lực bất tận, khám phá những điều kỳ diệu nơi thế gian. Chỉ khi trái tim tràn đầy năng lượng tích cực, lạc quan thì chúng ta mới giữ được động lực vững chãi để đón nhận cả thế giới. Điều thứ năm, ai cũng có khó khăn của riêng mình, nụ cười sẽ xoa tan mọi muộn phiền. Dù cuộc sống gặp phải trắc trở gì thì hãy mỉm cười, bởi ai cũng có nỗi lòng riêng. Có quá nhiều đau khổ ở trên thế gian này, chúng ta không phải là người duy nhất phải trải qua những thăng trầm biến cố. Chìm đắm trong nỗi sầu lo cuối cùng sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Chỉ những người luôn mỉm cười với cuộc sống mới được thế giới đáp lại bằng một nụ cười. Điều thứ sáu, thứ khiến cho chúng ta cảm thấy ngột ngạt là cảm xúc, không phải là bản thân của sự việc. Khi học cách chung sống với chính mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng thế giới này thú vị hơn những gì mà chúng ta tưởng tượng. Đôi khi, sự cố chấp, bướng bỉnh, đè nặng trong tâm sẽ không thể khiến cho chúng ta vui vẻ và dễ chịu hơn. Một số chuyện nên quên lãng thì hãy quên lãng, luyến tiếc và níu kéo chỉ khiến cho gông cùm trong tâm can ngày càng lớn lên mà thôi. Làm hòa với chính mình, buông tha cho bản thân mới có thể thấy được những khung trời thơ mộng. Và điều thứ bảy, hãy ôm giữ những hy vọng, nỗ lực hết mình. Hãy lên kế hoạch cho những điều gọi là tồi tệ nhất nhưng vẫn giữ một tâm thái vui vẻ. Nhớ những gì nên nhớ và lãng quên những gì cần phải lãng quên. Thay đổi những gì có thể thay đổi và chấp nhận những gì bất biến. Mặt trời lặn rồi lại mọc mỗi ngày. Mỗi sớm mai đều là một ngày mới. Và dẫu chẳng thể thay đổi người khác, chúng ta vẫn có thể thay đổi chính mình. Quên đi quá khứ, trân trọng hiện tại và nắm bắt tương lai. Chỉ cần chúng ta nỗ lực hết mình, thì phần còn lại thứ giao hết cho vị thần thời gian. Điều thứ 8, sự tu dưỡng mới là trí huệ giúp nhìn thấu thế gian. Dùng trái tim nhân hậu đón nhận mọi sự may mắn, tốt đẹp và dùng tấm lòng bao dung chấp nhận những chuyện xấu chẳng thể đổi thay. Sống ở trên đời cần nhìn thông nghị thoáng, xem nhẹ được mất cõi bể dâu. Quý vị sẽ thấy rằng có rất nhiều điều trên thế giới này nằm ngoài tầm với của chúng ta, chẳng thể đổi dời. Chớ canh cánh bên lòng những chuyện không như ý, chỉ cần được sống là chính mình, cứ sẵn lòng đón nhận mọi thứ xấu, tốt ở trên cõi gian bằng một trái tim nhân hậu và sự chân thành ấm áp. Julie hy vọng những lời hay ý đẹp vừa rồi cũng đã gửi một thông điệp ý nghĩa, mở đầu cũng như là một lời chúc một ngày tốt lành, an lành, tốt đẹp đến cho tất cả quý vị. Và cảm ơn quý vị theo dõi cũng như là góp ý cho bản tin ngày càng tốt hơn. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo tại YouTube channel Tin Người Việt Canada. Combo quà tặng sức khỏe cho người thân, Tổ Yến Canada 514 996 6679.